sóng đánh nha bạn. Sợ là nhiều chiếc á chạy ra thì có nguy cơ nó bị sóng nó dập vô ngã. Ở trong đó có ngập không em? À, cũng có, cũng như vậy đó hả? Dạ. Rồi mình chắc phải dắt xe chạy vô luôn các bạn. Vô coi phía trong nó như thế nào đây. Những hình ảnh mà các bạn vừa xem qua đó chính là nước ngập do mưa nha các bạn. Do mưa ngập những con đường. Đây là ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Thường ở quận Bình Tân á, các bạn có thể là nhìn thấy là tuy ngập nhưng mà cái lượng xe đi lại không có nhiều, vì ở đây có những con đường để tránh. Tuy nhiên thì các bạn có thể là nhìn xem đây chính là những hình ảnh tại thành phố Thủ Đức các bạn, đường Quốc Hương, có lượng xe đi lại nhiều hơn. Vịnh đây thủ mà nó còn ngã. Đứng ở đây vậy mà còn ngã luôn rồi đó, chứ anh đứng ngoài đó. Rất là dữ các bạn. Ngồi trên xe đây mà còn té ngã đây. Thành phố Thủ Đức các bạn, đường Quốc Hương. Có lượng xe đi lại nhiều hơn nhưng nó chưa có thấm là bao so với quận Bình Thạnh nha các bạn. Bây giờ đây các bạn thấy là đây chính là những con đường tại quận Bình Thạnh như là đường Nguyễn Gia Trí, Ung Văn Khiêm. Sau cơn mưa lớn thì nước ngập dữ dội khiến cho giao thông ở đây bị ùn ứ. Và đây là sau cơn mưa khoảng 1 tiếng đồng hồ các bạn. 1 tiếng đồng hồ sau mình mới quay lại đến được cái khu vực này. Thì các bạn có thể nhìn thấy nước đang rút dần. Tuy nhiên thì xe kẹt phải nói là rất là dữ dội. Con đường hai chiều bây giờ bị lấn sang thành đường một chiều. Tuy nhiên vẫn bị kẹt xe. Như vậy là ngày hôm nay vô tình mình chứng kiến thêm một nỗi khổ của bà con cô bác tại khu vực quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Có nghĩa là sau cơn mưa lớn thì ngoài cái việc mà nước ngập đường rồi kéo theo cái hiện tượng là kẹt xe các bạn, kẹt xe kéo dài như thế này. Cái này không biết chừng nào mà có thể là thoát ra để về tới nhà, chứ có thể là khoảng 11, 12 giờ đêm cũng có. Đó các bạn thấy là đây là cảnh của những người sống tại những con đường ở quận Bình Thạnh. Và ngoài quận Bình Thạnh thì theo mình được biết là ở khu vực Gò Vấp cũng có như vậy các bạn. Cũng có cái hiện tượng là kẹt xe sau trời mưa lớn, nước ngập đường. Và ngay sau đây mời các bạn cùng xem một số hình ảnh về vụ kẹt xe sau nước ngập do mưa lớn tại đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời các bạn. Ngay bây giờ tình trạng giao thông trên đường Ung Văn Khiêm sau cơn mưa, các bạn có thể là thấy là đây là con đường hai chiều mà bây giờ thành đường một chiều như thế này. Nước nó đang rút dần các bạn. Nước đang rút dần. Có nhiều đoạn ngập cũng dữ lắm. Bây giờ mình chưa đến được cái điểm ngập nữa các bạn. Đây đoạn Ung Văn Khiêm nè, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Giờ xe đang chạy lấn sang cái chiều ngược lại luôn. Anh xem qua cái anh chạy. Đi ngược lại thì đỡ một chút các bạn. Quá trời kẹt xe luôn rồi. Mà vừa nước ngập ở đây là hoàn toàn là nước mưa nha các bạn. À, không phải chiều cường nha. Đây hướng từ đây là hướng ra cầu Sài Gòn. Còn bên đây là hướng trở về cầu Bình Lợi các bạn, cầu Bình Triệu, hướng về bến xe miền Đông cũ đây. Có lần mưa ngập cái là xảy ra hiện tượng kéo theo hiện tượng đó là kẹt xe. Cho bớt bớt mình chạy lại đường đoạn này kia bạn, đoạn kia ngập nhiều lắm.
Hiện tại bây giờ đường Ung Giang Khiêm các bạn có thể là nhìn thấy nước còn rất là dữ các bạn. Nước mưa chiều ngày hôm nay thì kéo theo tình trạng kẹt xe dữ dội luôn. Bây giờ là đường này hai chiều mà nó đã trở thành đường một chiều rồi, nhưng mà nó vẫn kẹt xe các bạn. Mình không biết là đầu trong gần bến xe miền Đông cũ thì cảnh sát giao thông có chặn một chiều hay không, nhưng mà đường này là đường hai chiều mà giờ thành một chiều nhưng mà vẫn kẹt đây. Các bạn thấy bên dưới nước còn rất là nhiều, mặc dù là mưa nãy giờ là cỡ tạnh là cả 2 tiếng đồng hồ bạn, cả tiếng mấy 2 tiếng rồi, nhưng mà nước còn rất là nhiều. Mình đang dự tính là sẽ tiến về đường Ngô Gia Trí để ghi hình tại chỗ đó cho các bạn xem, tuy nhiên giờ không di chuyển vào được nữa các bạn. Từ cầu Sài Gòn vào tới đây rất là vất vả rồi, giờ tới đây là kẹt cứng ngay chỗ này luôn rồi. Khoảng nửa đường thôi, giờ vẫn chưa đến được đường Ngô Gia Trí, vẫn còn đang kẹt trên đường Ung Giang Khiêm. Đây nước vẫn còn mênh mông như thế này nè. Đó, thời điểm này là không có triều cường nha các bạn. Thời điểm này là nước triều cường cũng đã qua mấy ngày nay rồi. Nước đầu tháng 9. Bây giờ trở ra cũng không được mà trở vô cũng không được luôn. Giờ đường đi ngược trở ra đi không được bạn, bạn nhìn đằng sau nè. Khủng khiếp luôn. Bây giờ nước nè, bạn thấy nè. Còn linh láng như thế này. Rồi bây giờ mình thấy mọi người đang tiến về trước được một khoảng nữa các bạn. Chắc có lẽ là mình cũng tranh thủ luôn. Mưa lớn hả? Mưa lớn hả? Em đi làm hay học ở đây? Làm rồi hả? Vậy là cảnh này từ nào giờ chưa có? Anh nhớ là đường này đường 2 chiều đúng không? Đúng rồi. Mà bây giờ 1 chiều mà vẫn kẹt. Mình nghe các bạn ở đây chia sẻ là từ nào giờ chưa có cái hiện tượng như thế này các bạn. Mà đây phải nói là mình tưởng là lần đầu tiên mình đến Sài Gòn mình gặp cảnh này. Nhưng mà mình nghe các em ở đây là nói là từ nào giờ không có cái trường hợp mà nó nhập nhiều và nó kẹt xe dữ dội như ngày hôm nay. Đó, giờ đèn đỏ ngay chỗ đường Ung Giang Khiêm giao với Ngô Gia Trí đã bật lên. Ngay đó có chốt đèn xanh đèn đỏ bạn. Giờ mọi người cũng đã nới lỏng được một chút xíu. Mình cũng tranh thủ di chuyển đi tới nha các bạn. Đây các bạn thấy là các cửa hiệu bây giờ nước nó như thế này nè. Bây giờ xe không có chạy được bạn. Dừng lâu như thế này có nguy cơ là bị tắt máy nha. Lúc nãy xe mình cũng bị một lần. Khởi động lại rất là khó. Cái gì là đó là xe số bạn. Xe tay ga càng khó hơn nữa. Giờ đây tới đường Ngô Gia Trí mình không biết còn cách khoảng bao xa đây, mình thấy cũng khá là xa. Di chuyển qua được cái đoạn này phải nói là rất là cực luôn. Quá trời nhiều mà xe kẹt dữ dội luôn các bạn. Mình di chuyển từ ngoài vô đây là hơn nửa tiếng rồi. Mình nghĩ là nước nó sẽ rút hết. Bây giờ nước giờ còn linh binh nữa ta. Các bạn thấy chiều ngược lại nè,
rồi nhích từng chút các bạn. Không phải nhích trên lộ mà nhích nhích trên lộ nhưng mà trên mặt nước nữa. Cái chiếc nào ngập sâu quá là một hồi nó không chạy luôn. Giờ mình không dám tắt máy rồi. Ủa từ nào giờ ở đây nó có ngập vậy không anh? Anh nó xa lại phải không? Nãy hỏi mấy người gần đây, người ta nói mới lần đầu á. Chết chết rồi, đây lọt cái hố rồi bạn. Rồi giờ đứng chịu đây luôn ạ. Cái lằn này là cái lằn sâu nhất nè. Cái xe mà cái bánh nhỏ nhỏ là ở đây là không có chạy luôn. Các bạn thấy nè, ngập tới bô rồi. Đây là chiếc Vision. Bình thường mình từ cầu Sài Gòn chạy tới đường Ngô Gia Trí có 5 phút các bạn. Nãy giờ gần tiếng hồ rồi. Làm từ nào giờ thấy vậy không? Có bị vậy không? Từ nào giờ? Đó. Từ nào giờ có kẹt xe gì không? Cái này là do mưa nước ngập á, kẹt á ha. Cái này mưa nước ngập các bạn. Nước ngập thì ảnh hưởng mọi người không có di chuyển được nè. Đường này đường nhỏ các bạn, có hai làn xe à. Từ cầu Sài Gòn về khu vực đường Soviet Nghệ Tĩnh. Em đi từ cầu Sài Gòn vô đây á hả? Làm ai tô hủ tiếu rồi vô rồi. Vậy hả? Kẹt xe mà kẹt trên nước mới ghê chứ. Em nói là tấp làm mấy tô hủ tiếu rồi các bạn, mà vẫn chưa hết kẹt xe. Hồi nãy mình cũng tấp chờ chút xíu mà thấy không ổn rồi. Giờ hy vọng là lại được đến đường Ngô Gia Trí các bạn, đường đó nó rộng hơn, có đường để mình chúng ta thoát ra mới được. Giờ mấy bạn muốn lùi lại cũng không có cách nào lùi lại được đâu, các bạn nhìn đằng sau nè. Từ đây dài dài tới cầu Sài Gòn luôn. Mình không biết là từ cầu Sài Gòn lại đây bao nhiêu cây số, mình nghĩ chừng 2 cây số thôi. Là kẹt suốt vậy nè. Tội nghiệp mấy anh làng ngược lại, giờ bị lấn qua đây luôn rồi. Nó là ngược lại giờ còn có chiếc xe đi bạn, mà đi trên vỉa hè. Hồi nãy tính kẹt một khúc thôi. Mình dự định lại đường Ngô Gia Trí, tại mình biết chỗ đó là chỗ ngập nhiều nhất. Đường này bình thường mình thấy không có ngập các bạn, mà ngày hôm nay nó ngập vậy không biết đường Ngô Gia Trí nó như thế nào nữa. Nhưng mình lại tới đẳng chắc nước nó rút rồi quá. Rồi, kẹt cứng luôn rồi. Đây lại Ngô Gia Trí bao xa đúng không? Không biết. Giờ không biết có bao xa nữa bạn. Mà giờ gần hay xa gì đi chắc cũng lâu dữ lắm. Tình trạng là như thế này.
Sau một khoảng thời gian phải nói là hơn 2 tiếng đồng hồ các bạn, hết sức là vất vả luôn, mình rất là chen lấn luôn mới thoát ra được đường Ung Văn Khiêm. Và đây là các bạn thấy rằng đó là góc đường Ung Văn Khiêm, còn đây là con hẻm thôi. Là con hẻm bây giờ mà 3-4 tiếng đồng hồ mà nước còn như thế này nè các bạn. Chắc có lẽ là mình ghi hình cho bạn xem ở đoạn này xong thì mình sẽ kết thúc video tại đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.